Xin chào tất cả các bạn, các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hôm nay các bạn có thể thấy là mình hơi ám một tí, đó là mặt rất là nhiều, tóc tai thì hơi xì xào một tí, tại vì tranh thủ buổi sáng nên là mình quay video này luôn, còn mình nhớ mọi người và mình sợ là mọi người sẽ quên mình. Thì ở đây chúng ta có Luby. Nếu như các bạn có theo dõi mình thì các bạn có thể nhận ra là Luby của mình ngày càng lớn và đẹp trai. Thời tiết của Đà Lạt dạo này thế nào á thì đây mọi người xem, đây là một cái áo len cao cổ, một cái áo sơ mi và cái này là một cái áo vest mình khoác ngoài cho nó gọn gàng nữa. Nhưng mà thật sự thời tiết là như vậy đó. Chỉ có điều là trong Đà Lạt á thì cái với cái giá lạnh này nè thì nó là lạnh kiểu mát mát. Nói chung là mọi người mặc nhiều lớp mỏng mỏng vô thì nó sẽ ấm thôi chứ không có bị rét như là ngoài Bắc của mình nhé. Nếu như ai hỏi là Đà Lạt thì mùa nào đẹp nhất thì đương nhiên là mùa nào cũng đẹp, nhưng mà đối với mình á thì mùa này là cái mùa mà hợp lý nhất để lên Đà Lạt luôn, tại vì mọi người sao cái gió nó xe xe mà hoa dạ quỳ nở vàng rực, xong chúng ta sẽ có cả hoa hướng dương. Trời, thời tiết này mà ăn lẩu hay ăn nướng là đã nói nó tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Thôi không lòng vòng nữa thì mình sẽ vô cái vấn đề chính của cái video hôm nay, đó là mình đã mặc gì trong suốt 4 năm đại học. Mình sẽ kể cho các bạn cái quá trình khi mà mình bắt đầu xuống học đại học dưới Sài Gòn tới bây giờ nha. Mình mang giày vào 150 hoặc là 135 nghìn một đôi, mình hay bán ở ngoài chợ. Xong rồi quần áo thì hồi đó mình mặc những cái quần thun nhẹ nhãn màu đen, xong rồi mặc mấy cái áo thun cũng chỉ thun nhẹ nhãn thôi, sập 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 thế này nè. Sau đó mình bắt đầu mình đổi, mình sẽ tìm tới những cái shop thời trang, nhiều cái shop đó nhưng mình cũng không có tiện nêu tên ở đây. Thì mình bắt đầu mình mua quần áo giá rất là rẻ nha, từ 35 nghìn một cái áo cho tới nhiều trăm nghìn một cái áo. Hoặc là các bạn có thể tìm được quần áo rất là nhiều mẫu mã kiểu dáng đa dạng ở chợ Hạnh Thông Tây với một cái mức giá mà sinh viên có thể chấp nhận được. Cái vấn đề của mình đó là khi mình mặc những cái quần áo đó thì mình cảm thấy nó, cái chất liệu vải của nó không có được đảm bảo, mà cái đường chỉ nó cũng xấu, nó nhiều khi nó sẽ bị tư ra. Và có nhiều cái áo mà kiểu áo sơ mi á mình đang mặc thì nó sẽ bị bung mấy cái nút ra luôn, tại vì cái đường may của nó thực sự rất là không tốt lắm. Sau đó thì mình bắt đầu mình suy nghĩ là hay là bây giờ mình ráng mình để tiền mình mua những cái mắc tiền luôn để mình mặc cho nó vừa size mà vừa bền nữa. Nhưng mà để có một cái áo mà mắc tiền á thì các bạn cũng phải bỏ ra từ 400-500 nghìn cho cái chất liệu vải, thương hiệu, kiểu dáng này kia, cộng thêm quần á, nhất là quần jean cũng phải tầm giá đó trở lên thì chúng ta mới có được một cái quần jean mà cái form nó xinh đẹp, nó ôm vào người, hoặc là như cái kiểu các bạn mong muốn, và đặc biệt là cái chất liệu của nó. Khi mà mình mua quần jean ở ngoài á, ngoài chợ á, với giá là 150 một cái đó, thì cái màu của nó rất là dễ phai nha. Các bạn chỉ cần mặc xong rồi giặt tầm 2 lần thôi là nó bắt đầu nó hơi bạc rồi, cộng thêm là cái vải của nó hay bị nhão á, rất là dễ bị nhão luôn. Mình giặt 2 lần là bắt đầu nó phình ra, nhiều lúc mình nghĩ là do mình ốm đi, nhưng mà thật sự là do cái quần á nó bị giãn ra. Top những cái chợ mà bán đồ si tại Sài Gòn thì mình đã thấy chợ Hoàng Hoa Thám là một cái chợ rất là bự và chuyên bỏ đồ si hàng thùng á, xong mình vô mình lựa. Thì mình đã có một cái video đi chợ Hoàng Hoa Thám ở đây nè, mọi người có thể vô đó xem tham khảo nha. Mình với bạn mình đã quyết định là lặn lội từ tí bên quận 4 đi qua quận Tân Bình. Đúng rồi, chợ Hoàng Hoa Thám là quận Tân Bình để mình lựa đồ. Thì khi tới chợ Hoàng Hoa Thám thì mình như kiểu bị choáng ngợp trong cái chợ đó, cái đống quần áo đó. Mặc dù là mọi người phải đeo khẩu trang để bay vô cái đống đó để mình lục lạo ra những cái mà mình ưng ý. Nhưng mà với cái giá tiền hoàn toàn rất là sinh viên và cái chất liệu nó hợp lý, đường may vô cùng đẹp đẽ luôn, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm được một cái áo mà nhìn nó như kiểu là 300-400 nghìn nhưng mà với giá chỉ vài chục thôi, 20-30 như là cái này nè đó. Mình cũng không ngại giới thiệu với mọi người thì cái bộ đồ hôm nay mình mặc nó như thế này. Cái áo len này nè mình tìm được với giá 10 nghìn. Cái áo sơ mi này thì là 20, còn cái này là cái áo khoác của Macy gì đó, hồi đó mình thấy một bạn kia bán đẹp nên là mình mua lại luôn. Sau đó thì mình đã trở thành một cái tín đồ của chợ Hoàng Hoa Thám luôn. Lâu lâu thì mình sẽ dẫn bạn tới đó lựa một vài bộ quần áo đơn giản, hoặc là khi mà mình đi thực tập á thì mình cũng tới đó để lựa quần áo. Ở đó các bạn có thể tìm được những cái quần jean như là Levi's, LV đó các bạn. Khi mà mới nhập về thì sẽ bán đến tầm 250-300 một cái, nhưng mà có một số ngày sẽ xả hàng á thì chỉ còn có 150 một cái thôi. Chỉ có điều là những cái quần đó sao nó bự, mình phải đem về mình cắt. Cái vải nó rất là đẹp và đường may vô cùng chắc chắn luôn, với giá trị vài chục nghìn thôi. Đặc biệt là nó có những cái mẫu mà quần suông á các bạn, cái ống mà ống rộng như thế này nè, nó sẽ không có lỗi mốt và màu cũng đa dạng. Có điều là hơi cần một tí thì mình phải chui vô mình lựa.
Sau rồi mình sẽ phối với những cái áo sơ mi trắng, những cái áo sơ mi rất là kiểu luôn á. Bạn mình hay hỏi là ủa mày hay mua áo ở đâu vậy mà nhìn nó đẹp như vậy, chị ta mua với, hoặc là cái kiểu nó lạ quá mà vải nó cũng đẹp nữa. Các bạn có like cái bài mà bà dì Lulu đó ở đây này, đây này mình nghĩ là các bạn sẽ like cái bài đó rất là nhiều á, tại vì có nhiều cái phần mà hỏi đáp giữa các trường học với nhau, chia sẻ kinh nghiệm săn xe Shopee rồi đó. Có một cái bài post tên là hãy mua đôi giày tốt nhất trong khả năng tài chính của các bạn có thể. Đó, mình đã cố gắng mình mua một đôi BTS Hunter và mình mang tới giờ luôn á. Vô cùng bền, vô cùng êm chân, đi đâu cũng được. Nói chung mình lựa những cái màu trung tính á thì mình phối cái gì cũng được. Quần áo các bạn chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, ủi thẳng tắp là được. Còn giày á thì mình cố gắng mua một đôi giày tốt nhất trong khả năng tài chính có thể. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái tự tin đi ra đường rồi. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video vào mỗi tuần. Và sau video này thì sẽ có một mình nghĩ là một chuỗi, mình cũng mong nó là một chuỗi series về phối đồ. Mình cũng có tập tành bán quần áo nữa, nên là các bạn, mình sẽ để cái link bán quần áo dưới đây. Thì mình mong là các bạn sẽ ủng hộ mình, hoặc là vô đó like cho mình vui cũng được. Và cảm ơn mọi người, bye bye mọi người.